Tập 11. Ở đây hết à? Đội trưởng Trịnh, sao anh tới đây vậy? Nè, đừng đụng tôi. Ba con nói chú còn phải nằm viện để quan sát. Sao chưa gì chú đến đây rồi? Chỉ là vết thương nhỏ, còn kêu chú ở bệnh viện làm gì? Vậy sao mặc quần áo của bệnh viện chứ? Thì bộ đồ kia có một lỗ rách, làm sao mặc được? Ngồi đi, ngồi đi. Alo, Thục Quân, em đừng có lo quá. Anh có việc, lát nữa sẽ về ngay, em đừng lo hả? Mọi người xem, nằm viện mà giờ nào cũng chuyện bé xé đà to hết. Chỉ bị thương như vậy mà lại bắt nằm viện. Tiểu Dương, qua phòng làm việc mang bộ đồng phục của tôi qua đây. Được rồi, đội trưởng Trịnh, anh thực sự không sao chứ? Không sao đâu cô coi, không phải là tôi rất khỏe sao? Vậy tốt quá. Nếu tôi không gửi tin cho Dương Tú Khanh, mọi chuyện cũng không ra nông nổi như vậy. Anh cũng không bị thương, Hiểu Tuyết à, cô đừng có lo hả? Chuyện này không liên quan tới cô. Tiểu Dương, cậu nhanh đi. Đây, Trình lão gia, khoác lên đi. Cái gì mà Trình lão gia? Tôi vẫn chưa già tới mức để gọi lão gia đâu. Được rồi, chúng ta đi thẩm vấn Lữ Hoàng Nghĩa. Đội trưởng Trịnh, sắc mặt không tốt lắm, đã hơn 6 giờ rồi. Chắc Lục Hiểu Tuyết đã lên thiên đường rồi ha. Lữ Hoàng Nghĩa, anh chẳng có một chút nhân tính nào. Hiểu Tuyết là một cô gái rất tốt, bị anh lừa trở thành nghiện ma túy. Anh còn muốn lợi dụng Quế để buôn ma túy. Bây giờ anh lại muốn giết luôn cả Quế. Anh có còn là người không? Tôi không phải là người. Tôi muốn lợi dụng cô ta xong thì chơi chết cô ta đó. Ai kêu cô ta lại dám mơ được làm ngôi sao? Đáng đời. Lữ Hoàng Nghĩa, anh với A Long đã bị bắt. A Quỷ bị đánh chết. Tăng Nghị trên trời rốt cuộc có thể nghỉ ngơi được rồi. Bình tĩnh lại đi. Lục Hiểu Tuyết, bình tĩnh đi. Được, các người muốn hỏi điều gì, hỏi mau đi. Chuyện đã tới nước này rồi, tôi sẽ nói với các người mọi chuyện. Lữ Hoàng Nghĩa, tại sao anh từ một ngôi sao ca nhạc biến thành kẻ bán ma túy vậy? Thực ra thì vào lúc tôi nổi tiếng nhất, tôi đã bắt đầu hút ma túy. Sau này người nghe tôi hát càng lúc càng ít, thu nhập của tôi càng lúc càng tệ. Tôi dùng tay quá tráng đã quen tay, cộng thêm đổ tiền và ma túy, vốn liếng trong nhà của tôi đã sớm tiêu tan. Vì để kiếm tiền, tôi bắt đầu đi làm ăn. Thật sự không ngờ, việc làm ăn so với ca hát còn khó hơn nhiều. Tôi mất hết tiền mình có, còn thiếu bọn cho vay nặng lãi. Vào lúc này, hoặc là tôi nhảy lầu, hoặc là tôi nhắm mắt liều một phen. Cho nên anh liền lựa chọn buôn lậu thuốc viện. Đúng vậy, tôi tới biên giới Vân Nam bắt đầu buôn ma túy. A Quỷ là tôi quen ở đó. Vậy tại sao anh lại quay trở về Tân Đô? Tôi nhớ có một lần, tôi và A Quỷ cùng với một đàn em nữa đem heroin từ Miến Điện tới Thụy Lý. Trên đường đi, bị cảnh sát biên phòng phát hiện, chúng tôi liền bỏ chạy sang trốn bên Miến Điện. Nhưng mà đàn em đó vẫn bị cảnh sát bắn trúng. Thấy hắn sắp sửa bị bắt, A Quỷ mới nổ súng xử lý nó.
không để người sống lại cho cảnh sát. Từ đó về sau, tôi mới nghĩ, nếu tôi còn ở lại Chân Nam, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bại lộ. Cho nên tôi liền dẫn theo A Quỷ đi về Tần Đô. Sau khi trở về Tần Đô, tôi liền mở một quán bar, lấy quán bar làm vỏ bọc, tiếp tục việc buôn bán ma túy. Tuấn Khanh, hai người này anh quen chứ? Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. A Lực và Đỗ Lâm, hai tên này anh từng nghe qua chưa? Chưa từng. Vậy hàng của anh C2 là lấy từ đâu? Lúc đầu chúng tôi lấy hàng từ nước ngoài, nhưng sau này mức tiêu thụ ma túy càng lúc càng lớn, dẫn đến nguồn cung cấp không ổn định. Năm ngoái tôi có biết một bên cung cấp, hắn có thể cung cấp không ngừng số lượng lớn C2. Hàng này là tôi lấy từ hắn ta. Hắn là ai? Tôi chưa từng gặp hắn, cũng không biết tên hắn là gì. Vậy sao anh lại biết hắn? Một người bạn giới thiệu cho tôi. Người cung cấp này xưa nay không giao dịch với người lạ, trừ phi là khách cũ giới thiệu. Anh dùng cách nào để liên lạc với hắn ta? Thông qua một ứng dụng quét ở trên mạng. Lần này tôi cần 1000 gram. Quy tắc cũ, nhiều nhất cũng là 500 gram. Được thôi. Giá cả như tuần trước, đặt cọc trước một nửa, nhận hàng rồi trả nửa còn lại. Lúc nào nhận được hàng, sau một tuần nhận được tiền, đồng ý. Gần đây tôi có hàng mới, anh có muốn thử không? Hàng gì? Tên là C2, sản phẩm mới. Ứng dụng này không mở được nữa. Chuyện này là sao, Liễu Hoàng Nghĩa? Không thể nào. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Chẳng lẽ người cung cấp biết anh đã bị bắt, cho nên mới tắt ứng dụng này? Không thể nào. Ngoại trừ nội bộ của chúng ta ra, còn lại không ai biết Liễu Hoàng Nghĩa bị bắt. Trừ phi người cung cấp hàng cũng ở Tần Đô, hắn phát hiện quán bar xa xa bị phong tỏa, cho nên nghi ngờ anh đã bị bắt. Khóa ứng dụng đi. Thật không ngờ phần lớn kẻ bán ma túy lẫn nấp ngay Tần Đô. Liễu Hoàng Nghĩa, người cung cấp của anh làm sao giao hàng? Chuyển phát nhanh. Địa chỉ gửi trên chuyển phát nhanh anh còn nhớ chứ? Thật sự ở trên đó hoàn toàn không có địa chỉ nào. Hàng gửi tới, tôi sẽ nhận tin nhắn để có thể mở ra tủ mật mã. Tôi hoàn toàn để A Long giả quỷ đi lấy hàng. Sau khi tôi kiểm tra hàng xong, tôi sẽ chuyển phần tiền còn lại cho người đó. Hắn không sợ anh lấy được hàng rồi không trả tiền cho hắn sao? Tôi nhớ có một lần tôi quý không trả tiền đúng hạn. Kết quả tôi liền nhận được một tin nhắn nặc danh. Tin nhắn nội dung là gì? Tôi biết rõ thân phận của anh, xin thanh toán khoản còn lại đúng hạn, nếu không tôi sẽ tố cáo anh với cảnh sát. Đối với số lượng hàng xuất ra, hắn đặc biệt rất là gắt gao, mỗi lần chỉ cho phép là 500 gram. Cho dù tôi trả phần còn lại, mang theo số ma túy đó chạy trốn, thì tổn thất của hắn cũng không quá lớn. Cho nên mọi người ai cũng yên tâm. Lữ Quang Nghĩa, số tài khoản chuyển tiền anh còn nhớ chứ? Vẫn còn nhớ. Đây, ghi lại đi. Người cung cấp hàng cho Lữ Quang Nghĩa dùng ứng dụng trên mạng để bán ma túy, sau đó lại đóng gói ma túy thành bưu kiện chuyển phát nhanh, dùng tủ mật mã chuyển phát nhanh để tiến hành giao dịch ma túy. Nếu như làm theo kiểu này, người và hàng tách rời, tiền và hàng cũng tách rời. Thủ đoạn đề phòng của tên này rất là cao. Tình huống như vậy trước giờ chúng ta chưa từng gặp. Tôi đã thử truy lùng địa chỉ hắn gửi trên mạng lưới, nhưng địa chỉ này trên mạng lưới đã bị ẩn đi, không cách nào tra ra được địa chỉ của người này. Xem ra manh mối này đã bị đứt đoạn rồi. Bạch Dĩ, 100.000 gửi đi đó đã điều tra rõ chưa? Tài khoản mà Lữ Hoàng Nghĩa gửi tiền vào, tôi đã xin đóng băng tài khoản đó, nhưng mà tài khoản ngân hàng này rất có thể đã dùng căn cước giả để mở. Ngày mai tôi sẽ tới ngân hàng để xác minh thêm một lần nữa. Được rồi. Thanh Dung, đối với vụ án này con có suy nghĩ gì không? Trương Thanh Dung, đội trưởng Trình hỏi cô có suy nghĩ sao kìa. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Con không có suy nghĩ gì. Dựa theo những gì mà chúng ta nắm được, việc truy ra nguồn cung cấp C2 mà chúng ta theo đuổi bấy lâu nay có khả năng là kẻ cung cấp C2 cho Lữ Hoàng Nghĩa, và tên buôn ma túy lớn này lỡ ngay Tần Đô chúng ta.
Vụ án của Lữ Hoàng Nghĩa tuy là đã kết thúc, nhưng mà vụ án C2 này còn lâu mới kết thúc được. Hả? Cục trưởng Lôi, sao anh đến đây vậy? Cục trưởng Lôi, sao tôi lại đến hả? Anh tự hỏi mình đi. Tôi... Vợ anh gọi điện thoại cho tôi, cô ấy nói là anh mất tích trong bệnh viện. Tôi biết là anh chạy tới đây mà. Tôi sẽ lập tức về ngay thôi. Nè nè, cục trưởng à, anh ngồi đi, ngồi đi. Anh ngồi đi. Được, tôi ngồi. Thanh Dung, đưa ghế cho cục trưởng đi. Vết thương của anh là vết thương do đạn bắn trúng. Không đau sao? Không sao, đỡ nhiều rồi. Ngồi đi. Sẵn đến đây tôi cũng muốn hỏi một chút. Nghe nói anh bị trúng đạn là do Trương Thanh Dung bắn trúng phải không? Không phải, cục trưởng Lôi, chuyện xảy ra không phải như vậy. Thanh Dung là nổ súng bắn tên buôn bán ma túy kia, nhưng mà không ngờ viên đạn đó lại trúng vào tôi. Lúc đó tình thế rất là cấp bách. Phát sinh tình huống kiểu như vậy cũng thường thấy thôi mà. Có phải vậy không? Đúng là như vậy. Chuyện này Dương Tuấn Khanh và Bạch Dĩ đều có thể làm chứng mà hả? Phải phải, đúng là chuyện ngoài ý muốn. Như vậy đi, đối với chuyện này, đội các anh viết báo cáo lên, sau đó mỗi người trong đội cùng ký tên vào. Được rồi, không thành vấn đề. Trương Thanh Dung chấp hành nhiệm vụ, gặp chuyện ngoài ý muốn là khó tránh khỏi. Đừng có gánh nặng trong lòng. Như vậy đi, tôi giao cho cô một nhiệm vụ, lập tức đưa đội trưởng Trịnh quay trở lại bệnh viện. Rõ. Thục Quân, Trịnh Tiêu, có phải là anh muốn nhìn thấy em trông anh giống như là trông trẻ hay không hả? Không có lần sau, không có đâu mà. Thanh Dung à, cảm ơn con, cảm ơn đưa chú ấy từ cục trở về. Léo khoác giùm anh đi. Được rồi. Dì Dương à, con xin lỗi. Lần này chú Trịnh bị thương là tại con. Đừng có nói vậy mà. Dì đã nghe chuyện này rồi. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, con tuyệt đối đừng để trong lòng. Thanh Dung à, thời gian chú nằm viện, vụ án C2 này phải dựa vào tụi con đó. Phải đó. Không có gì đâu, con đừng để trong lòng mà. Hả? Đội trưởng, anh sao rồi? Đội trưởng à, đội trưởng. Có chuyện gì vậy? Sao vậy hả? Sao vậy? Hả? Anh lại nằm mơ nữa à? Mấy giờ rồi? 6:30 rồi. Nào, anh ăn sáng đi. Anh lại nằm mơ thấy vụ án 20 mấy năm trước. Thật sự là cho tới bây giờ anh không thể quên được. Sức khỏe không tốt, càng lúc càng lo lắng hơn. Anh coi đây toàn là chuyện quá khứ mà. Anh giữ trong lòng làm cái gì? Hiện giờ em với Linh Linh mới là người mà anh nên lo lắng nhất đó. Em nói phải. Nào, đỡ anh ngồi dậy đi. Thật sự thấy đói rồi. Có cần em đút cho anh không? Không cần đâu. Anh đâu phải là con nít. Đúng rồi, ngày hôm qua em có tới tiệc rượu của chị Minh Trinh. Chị Minh Trinh, em đổi giọng rồi hả? Còn gọi là chị nữa. Thật ra thì chị ấy cũng là người rất tốt. Bạn của anh ai cũng tốt. À đúng rồi, hôm qua trong tiệc rượu của chị Minh Trinh, em có gặp được ông chủ đới. Công ty của anh ta đang tuyển người. Anh ấy mời em tới công ty của anh ấy làm bên hành chính. Đỗ Minh Trinh này, hèn gì một hai mời anh tới tham gia tiệc rượu của cô ấy. Quá trời là cô ấy muốn giúp đỡ em. Lần này chị ấy bỏ ra không ít công sức.
Em định chờ vết thương của anh lành rồi em sẽ nhận lời tới công ty của anh ta làm việc. Anh thấy sao? Chỉ cần em thấy vui, anh cũng thấy vui. Tuấn Khanh, Thanh Dung, báo cáo tôi chỉnh sửa rồi, hai người chỉ cần ký tên. Thanh Dung, Thanh Dung, con nghe tôi nói gì không vậy? Nói gì? Ba, sao ba nấu nhiều món ăn vậy? Thấy con hiếm khi về nhà ăn cơm đúng giờ nên ba làm thêm hai món nữa. Ăn đi con. Ăn đi, con làm việc mệt mỏi như vậy, ăn nhiều cho một chút. Ăn đi. Dạ. Đừng chỉ lo ăn cơm, gấp thêm đồ ăn nữa, ăn đi con. Con sao vậy? Con không sao. Có lẽ gần đây con mệt mỏi quá thôi. Ba, sao giờ này ba còn chưa ngủ? Còn đi làm đồ ăn nữa. Con không ngủ, làm sao ba ngủ được? Con phải làm đêm. Con gái à, chấp hành nhiệm vụ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ba đã từng gặp qua rồi. Khoảng thời gian này rất là khó chịu. Đây, ba nấu cho con canh hạt sen nấm tuyết hương. Uống đi, ngủ sẽ ngon hơn. Con ăn xong rồi ba. Ba mau về phòng nghỉ ngơi đi. Ba hiểu được tâm trạng của con lúc này. Đừng suy nghĩ nữa. Có chuyện gì đừng để trong lòng. Mau nói với ba. Hả? Đã nói không có gì rồi mà. Vào ngủ đi con. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Dương Tuấn Khanh, anh làm gì vậy? Đây là game mới mà. Trò này đặc biệt thật đó. Muốn chơi không? Anh đang làm cái gì vậy hả? Được rồi, không chơi nữa. Phân tích dấu hiệu rối loạn căng thẳng. Anh đang làm gì vậy? Cô đọc cái này làm gì? Anh để tôi yên tĩnh một chút đi có được không? Có phải là cô bị rối loạn tinh thần không? Mấy ngày hôm nay tôi thấy cô tay cứ run run. Tôi còn tưởng là cô quá mệt thôi. Chẳng lẽ là chuyện của đội trưởng Trịnh sao?
Tôi đã âm thầm tới phòng bắn thử nghiệm. Hiện giờ tay của tôi cầm súng không chắc nữa. Đây là triệu chứng điển hình của rối loạn căng thẳng. Có bệnh thì trị thôi. Ở trung tâm không phải vẫn có bác sĩ tâm lý sao? Đi, tôi đưa cô đi xem thử. Không cần đâu, tôi có thể tự mình đi mà. Còn nữa, chuyện này anh đừng nói với ai hết. Tại sao? Một người cả cầm súng không vững, có tư cách gì ở lại đội chống ma túy chứ? Rời đi một thời gian thì sao đâu, trị hết bệnh thì quay lại thôi. Tôi sợ một khi tôi rời đi rồi sẽ giống như ba của tôi, không thể quay lại được nữa. Hồ sơ đội chống ma túy Tần Đô, vụ án của 24 năm trước, toàn bộ tư liệu vụ án đều nằm ở đây. Lần trước lúc anh tới nhà của tôi từng nói khi phá vụ án này, mặt của tôi đã bị một di chứng nghiêm trọng, cũng là triệu chứng của bệnh rối loạn căng thẳng. Vậy hả? Lúc phá vụ án này, Lý Cường cũng đã mất tích. Đúng vậy. Và lúc đó, mặt của tôi cũng chỉ hơn 30 tuổi, đã đề bạt lên làm đội trưởng. Nhưng chỉ vì vụ án này mà gặp phải di chứng nghiêm trọng. Lúc còn nhỏ, tôi từng nhìn thấy ba của tôi bị phát bệnh. Lại đây Thanh Dung, ăn cơm thưa con. Ba à? Ba ơi, ba làm sao vậy? Ba à? Vậy ba cô chỉ sống một mình thôi hả? Đúng vậy. Ba tôi dùng cơ thể mang bệnh đó, một tay nuôi tôi khôn lớn. Vì vậy khi chưa phá được vụ án, tôi tuyệt đối không được rời khỏi đội chống ma túy. Tôi giúp cô. Vết thương lành lại rất là nhanh. Cảm ơn, cảm ơn. Nè, bác sĩ à, vết thương hồi phục tốt, có phải là tôi được xuất viện rồi không? Đội trưởng Trịnh, chuyện này không thể nóng lòng được. Mỗi ngày con phải kiểm tra vết thương. Anh yên tâm nằm viện đi. Bác sĩ à, anh vừa nói mỗi ngày phải kiểm tra một lần đúng chứ? Phải. Vậy tôi có thể ban ngày đi làm việc, tối về cho anh kiểm tra không? Em không đồng ý. Tôi cũng không đồng ý đâu. Đâu có bệnh nhân nào đưa ra yêu cầu như vậy. Không phải. Anh coi, tôi thương lượng với anh một chuyện. Tôi làm việc trong đội chống ma túy, mấy chuyện ma túy này anh cũng biết rồi kia mà, đúng chứ? Có biết một chút. Trong tay tôi đang có một vụ án buôn bán ma túy vô cùng quan trọng. Nếu tôi không nhanh chóng quay trở về thì sẽ có một lượng lớn ma túy tuồn ra bên ngoài, sẽ gây hại rất lớn cho xã hội này. Vết thương của tôi so với chuyện này có là gì đâu chứ. Vậy cô thấy sao? Bác sĩ à, về chuyện này tôi muốn hỏi thêm một chút. Nếu ba ngày nấy không ở bệnh viện, vậy có nguy hiểm gì không? Nếu không vận động nhiều, tôi nghĩ là vẫn ổn. Thục Quân à. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Bác sĩ à, vậy làm theo lời của anh ấy nói đi mà. Được rồi. Đội trưởng Trịnh, tài khoản mà Lữ Hoàng Nghĩa chuyển tiền vào đã xác nhận là dùng căn cước giả để mở tài khoản. Cách thức rửa tiền cũng giấu kỹ. Trong thời gian ngắn sao không điều tra được tiền này chảy đi đâu? Manh mối C2 này giờ chỉ còn có Tú Tài, đội trưởng Trịnh. Hay là để tôi và Trương Thanh Dung tiếp tục tới Đại học Tần Đô điều tra. Hiện tại ngoại trừ biết được người này có khả năng chế tạo được C2 ra, chúng ta không biết gì thêm. Hai người tới Đại học Tần Đô làm sao điều tra được đây? Chúng tôi có thể nhờ người hỗ trợ. Nhờ ai? Giáo sư Cung. Ông ấy có chuyên ngành về sinh vật hóa chất, hơn nữa là quen thuộc tình hình ở Đại học Tần Đô. Nhờ ông ấy giúp đỡ là thích hợp nhất. Đi theo hướng này đi. Giáo sư Cung, lần trước thật sự cảm ơn anh. Quá lời rồi. Có thể góp chút sức lực cho đội chống ma túy các anh là vinh hạnh của tôi. Nhưng mà lần này tôi còn một việc phải làm phiền anh. Anh cứ nói đi. Anh xem thành phần hóa học ở trong này anh có hiểu không? Nói một câu thật lòng, trước giờ tôi chưa thấy công thức phân tử như vậy. Nhưng mà dựa theo cấu trúc phân tử thì đây là một loại hóa chất thần kinh nào đó. Đây là loại ma túy mới gây ảo giác rất mạnh. Tên của loại ma túy này là C2. Là ma túy hả? Chúng tôi nghi ngờ có người ở Đại học Tần Đô chế tạo loại độc phẩm này. Anh nghi ngờ trường chúng tôi sao? Nếu như nói
Chúng tôi nghi ngờ trường học các anh. Như là giáo sư Cung, anh cho rằng trong khoa của các anh có người có thể chế tạo độc phẩm được bao nhiêu người? Đội trưởng Trịnh, thật không dám giấu, chỉ cần theo học khoa hóa chất chế tạo thuốc, có chuyên môn rồi, đều có thể chế tạo được. Vậy nếu chúng tôi muốn triển khai điều tra ở Đại học Tần Đô, giáo sư Cung có đề nghị gì không? Là như vậy. Đầu tiên, để chế tạo ma túy, thứ nhất phải có cơ sở bào chế, thứ hai phải có nguyên liệu. Tôi đề nghị các anh nên bỏ qua các phòng thí nghiệm chật hẹp có công trình có thiết bị, chủ yếu là nên đi kiểm tra sổ sách xuất nhập khẩu hóa dược phẩm. Như vậy đi, tôi sẽ nghiên cứu giúp anh xem loại độc phẩm C2 này được chế tạo từ nguyên liệu chủ yếu nào. Ngoài ra tôi sẽ xem thử phòng thí nghiệm nào có thể chế tạo ra loại độc phẩm này, sau đó tôi sẽ nói với anh. Được, quá tốt rồi. Giáo sư Cung, nếu chúng tôi bắt đầu triển khai việc điều tra ở Đại học Tần Đô, phòng thí nghiệm của anh có phải cũng nằm trong danh sách kiểm tra của chúng tôi không? Về mặt kỹ thuật mà nói, chúng tôi hoàn toàn có khả năng. Hoan nghênh các anh tới kiểm tra. Giáo sư Cung, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Nếu có chuyện gì tôi sẽ còn tới quấy rầy anh. Hôm nay đã làm phiền rồi, hẹn gặp lại. Được rồi, tôi hiểu rõ. À phải rồi, những gì hôm nay tôi nói với anh, anh tuyệt đối giữ kín đó. Tôi hiểu rồi, yên tâm đi. Tốt. Ở đây hết sao, đội trưởng Trịnh? Có thu hoạch gì không đội trưởng? Đương nhiên là có rồi. Cung Chí Thành. Alo, giáo sư Cung. Alo đội trưởng Trịnh, tư liệu tôi chuẩn bị xong rồi, vừa gửi vào hòm thư của anh. Tốc độ nhanh vậy sao? Cảm ơn anh nghe. Nên làm thôi. Anh có thắc mắc gì có thể gọi điện thoại cho tôi. Được rồi, tạm biệt. Giáo sư Cung Chí Thành đã lập danh sách các phòng thí nghiệm có khả năng hoặc có điều kiện để chế tạo ra C2. Các thành phần nguyên liệu có thể chế tạo ra C2, anh ấy vừa gửi email cho tôi. Lát nữa tôi sẽ chuyển qua cho Bạch Dĩ. Bạch Dĩ, cậu dựa theo những tài liệu này lập tức tới đội bảo vệ của Đại học Tần Đô, định ra phương án điều tra, đặc biệt là kiểm tra sổ sách việc xuất nhập các nguyên liệu có thể chế tạo ra C2. Rõ. Nhớ kỹ, nhất định không được đánh rắn động cỏ. Hiểu rồi, đi đi. Đội trưởng Trịnh, còn chúng tôi thì sao? Hai người lập tức tới Đại học Tần Đô giúp tôi theo dõi một người. Là ai vậy? Cung Chí Thành. Giáo sư Cung cũng đáng ngờ. Đúng vậy. Vừa rồi khi tôi tới Đại học Tần Đô hỏi chuyện anh ta, lúc gặp chúng tôi bắt tay nhau, khi tôi rời đi cũng bắt tay thêm một lần nữa. Lần đầu khi bắt tay thì rất khô, nhưng sau lần bắt tay với tôi, tay của anh ta đầy mồ hôi. Căng thẳng sẽ khiến ra nhiều mồ hôi. Lúc tôi nói ra C2, bề ngoài của anh ta không có chút biểu hiện nào. Nhưng mà vào lúc tôi bắt tay của anh ta lúc rời đi, tôi phát hiện anh ta có chút căng thẳng. Sao hắn lại căng thẳng chứ? Chẳng lẽ hắn là tú tài? Nếu như anh ta thực sự là tú tài, anh ta sẽ lập tức hủy hết chứng cứ về việc chế tạo ma túy. Hai người lập tức tới Đại học Tần Đô theo dõi anh ta cho tôi. Được, chúng tôi đi liền. Bây giờ làm sao? Có vào không? Chờ chút xem sao. Anh nghĩ đường Thiên Nhàn có thể vào trong đó không? Cô quý gì? Muốn Thiên Nhàn giúp chúng ta điều tra à? Nếu lỡ Cung Chí Thành là tú tài thì làm sao? Không được, nguy hiểm lắm. Bây giờ không phải lúc thương qua tiếc ngọc. Nếu Cung Chí Thành ở trong đó tiêu hủy chứng cứ thì làm sao? Dù vậy cũng phải nghĩ tới an toàn của Thiên Nhàn chứ.
tình huống khẩn cấp. Anh gọi điện thoại cho cô ấy, kêu cô ấy tới đây tìm cách giúp chúng ta đi. Có lẽ cô ấy có thể giúp chúng ta trà trộn vào phòng thí nghiệm. Được. Ông ta định đi đâu? Tôi đâu có biết. Mau đuổi theo đi. Giáo sư Cung, anh tìm tôi có việc gì sao? Đội trưởng Trịnh, có một tình huống quan trọng tôi muốn báo cáo với anh. Cái này anh cầm đi. Đây là cái gì? Đây là máy tính xách tay của một tiến sĩ trong phòng thí nghiệm của chúng tôi. Tôi phát hiện bên trong có thông tin quan trọng liên quan tới C2 à? Phải. Vậy tiến sĩ đó hiện giờ đang ở đâu? Cậu ấy chết rồi. Chết rồi hả? Cậu ấy tên là Phùng Lôi, mấy tháng trước gặp phải tai nạn xe, chết tại chỗ. Sau khi sắp xếp đồ đạc của cậu ta ở phòng thí nghiệm, phát hiện cái máy tính này. Nhưng mà tài liệu bên trong đã bị mã hóa, về sau tôi mới phá giải được. Nhưng mà phát hiện trong đó có số tài liệu rất quan trọng. Số liệu à? Số liệu này có liên quan tới C2 sao? Phải, tôi đã xem qua rồi. Tôi nghĩ rất có khả năng. Vị tiến sĩ này, thời gian gần đây có gì khác thường không? Chuyện này thì không có. Vị tiến sĩ này hầu như mỗi ngày là người cuối cùng rời khỏi phòng thí nghiệm. Hơn nữa nghỉ đông cũng không về quê ăn Tết. Tôi cứ tưởng là cậu ta làm thêm giờ là để giết luận án tiến sĩ. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, rất có thể là cậu ta âm thầm ở lại phòng thí nghiệm chế tạo C2. Vậy anh có biết trong khoảng thời gian này cậu ta có tiếp xúc thân thiết với người nào hay không? Chuyện này tôi hoàn toàn đâu có biết. Đội trưởng Trịnh, không giấu gì anh, hơn một năm nay con gái của tôi bị bệnh. Tôi gần như đặt hết tâm trí của mình vào chỗ con gái. Cũng tại tôi tắc trách, thiếu quan tâm tới học sinh. Tôi không ngờ Phùng Lôi lại có thể chế tạo ma túy ngay trong trường. Giáo sư Cung, cảm ơn anh đã cung cấp cho chúng tôi tin tức quan trọng. Điều này rất giúp ích cho chúng tôi. Như vậy đi, anh mau về trước đi. Tôi sẽ đưa người tới trường, sẽ lục soát thật là kỹ phòng thí nghiệm của anh, xem có phát hiện thêm tình huống nào không. Được rồi, vậy tôi đi trước đây. Gặp lại sau. Được rồi. Alo, Bạch Dĩ, hiện giờ cậu đang ở Đại học Tần Đô phải không? Được rồi, cậu ở yên đó chờ tôi đi. Tôi sẽ lập tức tới ngay. Tình huống cụ thể ra sao, gặp rồi tôi sẽ nói với cậu. Được, gặp lại sau. Đội trưởng Trịnh, Cung Chí Thành tới tìm anh làm gì? Có tình huống mới. Như vậy đi, tạm thời hai người đừng theo dõi anh ta nữa. Đây là máy tính anh ta đưa, mau vào nghiên cứu xem thử bên trong có số liệu gì mới không. Được. Giáo sư Cung, đội trưởng Trịnh, đây là đồ đạc Phùng Lôi còn để lại ở phòng thí nghiệm. Được rồi, lúc về chúng tôi sẽ kiểm tra. Giáo sư Cung, sau này có lẽ tôi còn rất nhiều chuyện phiền anh. Đâu có gì đâu, cảm ơn anh phối hợp. Không có gì, tạm biệt, đi thôi. Được. Đội trưởng Trịnh, giờ cũng không còn sớm nữa. Vẫn chưa tới 6 giờ kia mà. Ý tôi là đã tới lúc anh quay về bệnh viện rồi. Dù án khó khăn lắm mới có tiến triển. Chúng ta trò chuyện thêm đi. Không được, chị dâu gọi điện thoại cho tôi, dặn tôi phải giám sát anh. Thục Quân, Linh Linh, ba.
Nhẹ thôi con, nhẹ thôi. Không sao, không sao, không sao. Hôm nay quay lại rất là đúng giờ. Có tiến bộ đó. Cho ba một bông hồng nhỏ. Bông hồng nhỏ sao? Cả nhà cùng ăn cơm thôi. Nào 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 nào. Nhiều vậy sao? Mình anh ăn sao hết? Đừng có lo. Còn có em và Linh Linh nữa mà. Ý kiến rất hay. Nhà chúng ta lâu rồi không cùng nhau ăn cơm. Ngày hôm nay lại là bữa ăn đoàn tụ gia đình rồi hả? Đúng vậy. Đáng tiếc là ở bệnh viện. Linh Linh, con chờ ba khỏe lại rồi sẽ xin mẹ đưa con ra ngoài ăn tiệc. Có chịu không? Lần nào ba cũng nói như vậy hết, nhưng mà không lần nào thực hiện được. Phải. Làm nghề giống như ba, thường xuyên nói lại không giữ lời, nhất là đối với người nhà. Lần trước ba còn nói là sẽ đưa con ra đảo chơi, kết quả cho con leo cây. Lần này ba sẽ không thất hứa nữa. Chờ vết thương của ba lành rồi, con muốn đi đảo nào, chúng ta sẽ đi đảo đó được không? Ba đảm bảo không? Ba đảm bảo, lần này giữ đúng lời. Thục Quân à, ông chủ mà lần trước Minh Trinh giới thiệu với em liên hệ với anh ta chưa? Không phải đã nói chờ vết thương của anh lành rồi em mới gọi cho anh ta sao? Vết thương của anh cũng đâu còn nặng nữa. Với lại nếu để lâu như vậy người ta quên mất thì làm sao? Đỗ Minh Trinh cực khổ suy nghĩ cho em. Em đừng phụ lòng người ta hả? Thôi được rồi, ngày mai em liên lạc liền. Ngon quá. Cảm ơn Dương nữ sĩ. Tôi sắp xếp chị làm việc ở bộ phận hành chính, chị thấy sao? Đế tổng à, cảm ơn anh. Chỉ vừa gặp mặt anh đã sắp xếp công việc cho tôi rồi, thật sự cảm ơn anh. Lần trước ở nhà Đỗ tổng tôi đã nói rồi, tôi muốn đóng góp chút công sức cho đội chống ma túy thành phố. Tôi còn phải cảm ơn chị đã giúp tôi thực hiện nguyện vọng này mới phải. Đế tổng à, anh khách sáo quá đi. Sau này đừng gọi tôi là Dương nữ sĩ nữa, không tự nhiên chút nào hết. Được rồi, vậy thì sau này tôi gọi chị là chị Dương. Được rồi. Vậy đi, chị uống trà trước đi. Tôi sẽ gọi quản lý Triệu bên bộ phận hành chính dẫn chị đi làm quen hoàn cảnh ở đây. Alo, Thục Quân, có gì không? Trịnh Tiêu à, công việc của em sắp xếp xong rồi. Nhanh vậy sao? Em nói cho anh biết nghe, hoàn cảnh làm việc ở đây vô cùng tốt. Ông chủ cũng tốt với em nữa, tốt quá rồi. Vậy thì hai chúng ta cần phải tới cảm ơn Đỗ Minh Trinh rồi. Mọi người nhìn tấm hình đi. Còn tấm này nữa. Nói thử đi, giữa hai tấm hình này có thể nhìn ra được gì? Kiểm tra tóc có thể biết được người đó hút ma túy. Sau khi đối chiếu, tôi phát hiện chỗ thái dương của Lục Hiểu Tuyết thiếu một nhúm tóc. Lúc đó có thể là cắt tóc của Lục Hiểu Tuyết. Chỉ có Cung Chí Thành, ông ta còn có khả năng kiểm tra tóc để biết hút ma túy hay không. Càng ở gần chân tóc thì hàm lượng ma túy càng cao. Lục Hiểu Tuyết bị người ta đặt danh tố cáo, nhưng mà người tố cáo này chúng ta vẫn chưa tìm ra được. Tôi cảm thấy khả năng lớn nhất chính là Cung Chí Thành. Nhưng lúc đó tiếng người báo tin là tiếng người phụ nữ trung niên. Có thể dùng công cụ biến đổi âm thanh. Ngốc. Alo, đội trưởng Trịnh, chào anh. Tôi nói cho anh biết một tin, vụ án của chúng tôi đã phá được rồi. Xác định là Phùng Lôi đã lợi dụng thiết bị trong phòng thí nghiệm để chế tạo C2. Trời đất ơi, đội trưởng Trịnh, nói câu thật lòng là tôi quá tắc trách. Anh không nên nói như vậy. Nếu không có sự giúp đỡ của anh thì chúng tôi đâu thể nào nhanh vậy đã phá án. Cảm ơn anh.
Mau, thử so sánh tần số âm thanh đi. Hoàn toàn tương thích. Có rồi. Người tố cáo. Quả nhiên là Cung Chí Thành. Cung Chí Thành vẫn luôn coi trọng Lục Hiểu Tuyết. Sau khi Lục Hiểu Tuyết hút ma túy thì trở nên uể oải, Cung Chí Thành nhất định đã phát giác ra, nhưng mà lại không muốn trực tiếp hỏi Lục Hiểu Tuyết, cho nên là mới lén lút kiểm tra tóc rồi gọi điện thoại tố cáo. Hắn làm như vậy cũng có thể hiểu, hắn muốn thông qua phương thức này để Lục Hiểu Tuyết không còn hút ma túy. Lúc đó Lục Hiểu Tuyết đã hút C2 được một thời gian. Hơn nữa lúc Cung Chí Thành hắn kiểm tra tóc cũng biết Lục Hiểu Tuyết đã hút C2. Nhưng mà anh xem thử thứ trong này anh có quen không? Nói câu thật lòng, trước giờ tôi chưa từng thấy công thức phân tử như vậy. Cung Chí Thành đã nói dối. Chẳng những hắn biết sự tồn tại của C2 mà còn biết C2 là ma túy, cho nên hắn mới tố cáo Lục Hiểu Tuyết. C2 này tuồn vào thị trường chưa được bao lâu, còn không thấy có ghi chép về nó. Sao hắn lại biết C2 là ma túy? Trừ phi hắn là tú tài. Phải. Như vậy đi, vụ án của Phùng Lôi tạm thời gác lại, tập trung tinh thần điều tra Cung Chí Thành.